thôn Đại Phu, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có nghề làm giũa truyền thống từ hàng trăm năm nay. Sự ra đời nghề làm giũa Đại Phu gắn với nhu cầu sử dụng giũa của người dân nơi đây. Giũa được sử dụng để rửa lưỡi cưa cho thợ xẻ của làng. Làm sắc các dụng cụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, bán cho các cửa hàng kim khí, các công ty trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, người làng nghề sáng chế ra nhiều loại giũa khác nhau, giũa tam giác, giũa bán nguyệt, giũa vuông, giũa tròn, giũa chữ nhật, giũa dẹt. Ông cha mình nói là ngày trước ở đây thì cũng là người nông dân của cái vùng chiêm trũng. Sau khi mà cũng rất là vất vả về nông nghiệp, thì bắt đầu các cụ đi xẻ thuê cho các nhà máy, các công ty, có nghĩa là đi khắp đất nước. Đi xẻ lúc bây giờ thì thị trường nó không chưa có giũa nội địa, nó chỉ có con giũa Hoa Kỳ thôi. Thế thì các cụ cũng là mầy mò, các cụ cho non đi, xong các cụ băm lại, gọi lại tôi, lại đi giũa cưa xẻ tiếp. Thế từ cái đấy là các cụ cứ tái sinh. Sau về các cụ mới nghĩ ra, cụ mới tự các cụ mang về mấy cụ rèn với nhau, xong là các cụ làm thì các cụ sử dụng, lúc đó là chỉ để sử dụng thôi. Thế sau các thị trường bắt đầu là sử dụng thì thị trường nó cần thiết, thế là các cụ sinh ra tổ hợp các cụ làm lúc đó thì cả làng nhà nào cũng làm hết. Tuy không còn mô hình hợp tác xã sản xuất giũa, nhưng hiện nay mỗi gia đình ở đây đều tự chuyên sâu vào một công đoạn sản xuất. Các công đoạn để làm ra con giũa bao đời này vẫn vậy. Nguyên liệu thép được rèn tạo hình con giũa. Công đoạn này người dân gọi là tạo phôi. Để phôi mềm dễ thao tác các công đoạn tiếp theo, người dân đem ủ phôi trong tro của rơm dạ. Đây là bí quyết làm non thép của làng nghề giũa Đại Phu. Do rơm, nhưng mà phải do rơm là nói thật với chị là mới là phải thật mới. Chứ do rơm đã sử dụng vài lần rồi cũng không được. Đấy, phải thật mới. Khi con giũa mình ủ thì phải nhắm được đến cái thời điểm con giũa nó thấu. Đấy, có nghĩa là nó thấu cả ở trong đến ngoài con giũa. Có nghĩa là mình thấy nó gọi là nó thấu, nó ngấm tất lửa ở trong cái này, nhiệt độ ở trong nó thành toàn phần chỗ nào cũng như chỗ nào. Thế lúc đó mình mới ấn vào cái rơm, ấn sát vào nhau, mà phải thành một cục khối, phải thành một khối. Đấy, ủ nó thì trong vòng 12 tiếng, ít nhất là phải được khoảng tầm 10 đến 12 tiếng. Đấy là mình mới cho ra. Tạo mặt phẳng là một trong những khâu quan trọng trong làm giũa. Ở công đoạn này, phôi giũa sẽ được mài đến độ nhẵn, phẳng ở bề mặt. Với sự hỗ trợ của máy mài, công đoạn này được thực hiện khá nhanh chóng và hiệu quả. Trước đây mình nạo bằng tay thì làm một cái mặt phẳng nó rất là lâu. Biết là phải cho nó phẳng, nhưng mình làm thế nào cho nó phẳng thì rất là lâu, mà phải làm rất là chậm, cái sản phẩm nó cũng ra được nhiều thì cái lợi nhuận nó có ít. Nhưng bây giờ áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào, cái máy móc hiện vào mình, có những lúc mà phải dùng cái máy từ mài để mài nó mặt phẳng. Đấy, ở đây đã phải dùng cái máy từ rồi. Đấy, đào cái mặt phẳng này cho nó, thì mình làm cho nó, đưa cái khoa học vào, máy móc vào thì nó nhanh lên. Băm răng giũa là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ lành nghề. Con giũa được băm bằng tay, răng thường sắc, sâu đều hơn so với băm bằng máy.
Bởi thế, với những sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, người dân vẫn chọn băm răng bằng tay. Cũng phải lâu lắm mới làm được. Chứ không phải là vài tháng mà làm được đâu. Băm lâu mới làm được. Mà đây là chúng tôi là cái làng gia truyền là làm là từ cái trẻ bắt đầu, bé tẹo bắt đầu được. Đi học lớp 1, lớp 2 là đã cho các cháu băm rồi, là băm từ con cạnh rồi đi, xong lúc nó lớn thì nó quen bắt đầu mới làm đến cái mặt băm đấy, làm đến cái hàng kỹ thuật, và cứ làm dần từ lúc nhỏ. Chứ còn chẳng hạn những cái người thiên hạ mà về mà làm là cũng không làm đẹp được đâu, không làm kỹ thuật được đâu. Là chỉ có mình làm quen từ bé rồi thì mới đẹp được, chứ cũng không phải vài ba tháng mà đã làm được đâu. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình thôn Đại Phu đều làm công đoạn băm răng của rũa bằng máy. Làm máy thì năng suất nó sẽ nhiều hơn. Đấy, trước kia mình được tay thì một ngày thì mình chỉ được 100 con thôi. Thế nhưng mà đây là tùy theo, nếu như mình mà ngồi thời gian nhiều thì có khi nó lên tới 400-500 con. Nếu như một người mà trước kia một đục tay thì bây giờ mà so với máy là phải bằng 4-5 người. Một ngày chỉ đục được 100 con là những người đục tay nghề giỏi mới làm được bằng ấy. Gọi là nhanh như chớp. Nhưng bây giờ đến máy lại nhanh nữa. Máy thì đều đẹp. Nhưng cái răng rũa cũng bằng tay thì nói chung là nó chỉ đạt được 80% đến 90% thôi. Chứ không bằng làm thực sự bằng tay không. Đấy. Là như thế, đại khái là như thế. Nhưng nếu ta biết cách, đấy, cái rũa to này nếu ta biết cách thì ta làm vẫn cứ đạt được 99-100%, vẫn đạt được theo nhu cầu. Đấy, tại vì mình làm cái kia là thủ công, nó công nhận là nó làm cái là được ngay. Nhưng cái máy này phải cái tay nghề cao. Có nghĩa là ông điều chỉnh nó thì ông vẫn đạt được 100%. Với kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm của người làm nghề thì dù làm bằng máy nhưng họ vẫn có bí quyết riêng để sản phẩm đẹp, đạt chất lượng tốt. Đục làm sao thì cái mà nó phải cân, mà mình bắt cái chạm làm sao nó cân thì hai mép nó phải ăn. Đấy, mà khi đục thì cái lò xo này mình phải nén nó sâu thì cái răng rũa thì nó mới đẹp. Còn nếu như mình không nén lò xo được chuẩn thì cái răng rũa thì nó không nông. Đấy, mà kết quả là nó không tốt. Băm máy như bây giờ thì mình là quan trọng nhất vẫn là cái dao băm của mình là phải sắc. Năng thay và năng phải quay đi thì nó mới đẹp được. Thế nên mình phải chỉnh máy, quan trọng là phải chỉnh được máy móc. Đấy, mình bắt được những cái con dao băm nó cân thì mình băm con rũa nó mới đẹp. Cũng có người làm thì rất đẹp, với có người làm xấu không làm nổi. Khâu quan trọng cuối cùng trong sản xuất rũa là tôi luyện tạo độ cứng của rũa. Lò tôi của tất cả các hộ gia đình trong làng đều là lò thủ công. Tôi rũa thực sự là bí quyết nghề nghiệp. Trước đây, người lạ thường không được xem công đoạn này. Tất cả những công đoạn khác thì có thể con gái làng hay là con rể làng đến học thì cho học. Thế nhưng mà còn cái nghề tôi này là cái bí quyết cuối cùng để tồn tại cái nghề. Chính vì thế thì mới tồn tại được nhiều năm đấy, của ông cha ta để lại đấy, mà theo từng chất thép để ta tôi, chứ không phải là chất nào cũng như chất nào đấy, mà có cái bí quyết đặc biệt riêng nữa. Thế thì cũng nhiều người cũng không thể biết được. Đấy là cái bí quyết về cái làng nghề, là phải có nắm được cái ấy thì mới làm được nghề. Những người thợ lành nghề hoàn toàn tôi luyện rũa bằng kinh nghiệm của mắt. Người thợ dựa vào tính chất của nguyên liệu và nhìn rũa chuyển màu để biết tôi thế nào cho rũa tới độ cứng, không non quá mà cũng không già quá. Bởi nếu non quá thì rũa kém chất lượng, mà già quá thì lại gãy, hỏng. Ví dụ mình nói là 1.000 độ, thì cái tầm mình nhìn ý, cái màu của mình, cơ bản cái con mắt mình nhìn ấy, là mình phải nhìn cái tâm mới được. Xong cho ra mình phải cân đối cái nhiệt nó tỏa xung quanh con rũa ấy. Lúc nào cũng phải hãm ra ngoài một tí là như thế. Nó hãm, nó cân đối, nó lan tỏa cả con rũa. Thì lúc đó mình dúng vào nước. Dúng vào nước thì nó không cong vẹo nữa.
Nghề làm dũa hiện nay tuy không còn hưng thịnh như 3-40 năm về trước, nhưng những người dân nơi đây vẫn miệt mài gìn giữ nghề truyền thống bằng sự chăm chút, kỹ lưỡng trong từng sản phẩm. Tê rửa là phải sạch sẽ, cho sạch sẽ, đẹp sản phẩm, màu lên màu lên để sản phẩm mà giữ được lâu. Đấy, mà nó cũng tăng cái độ sắc của sản phẩm luôn. Đấy là khâu tẩy rửa là cũng rất là quan trọng. Nếu ông làm mà như mấy hai nữa câu tẩy rửa cũng lại là kiểm tra là sản phẩm. Nếu con rũa mà mình tôi chưa đủ thẩm thấu mà tẩy rửa thì nó không phải là cái màu ấy, nó sẽ biến dạng cái màu khác. Đấy, nó là như thế. Nên là cái màu con rũa này khi mà mình mà làm nó chuẩn rồi thì ra con rũa nó thuần lắm, nhìn 100 con 100 luôn. Nha. Nhưng chỉ cần một con quá lửa là nhìn thấy con nó hỏng. Đấy là cái kinh nghiệm của mình. Họ tin rằng sản phẩm có kỹ thuật tốt, mỹ thuật đẹp, khách sẽ tìm đến và nghề truyền thống của cha ông vẫn được duy trì, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Cái nghề của rùa thuyền này chắc chắn nó sẽ không bao giờ mất đi được. Vì cái dụng cụ cầm tay nó phát triển lên thì chắc chắn nó không mất đi được. Vẫn phải dùng đến nó. Nhưng cái số người mà trụ vào nó thì nó sẽ ít dần đi. Cái công việc nó không có nhiều nên là mình, những người nào mà trụ lại được để làm những cái tinh thôi. Còn những cái ông mà không làm được thì cũng phải từ từ là cũng thị trường nó cũng đào thải. Đấy, đại khái như thế. Còn những ông nào mà còn thì ông phải giữ được.